Rồi, xin chào các bạn nha và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video gọi là lạ lạ một tí nha. Mình sẽ làm nội dung đó chính là mình sẽ quay lại cái quá trình mà mình đi giao vật dụng cũng như là chuột nha các bạn. Tại vì mấy hôm nay mình có bán thêm chuột á, cho nên là mình phải tự chạy xe đi giao. Vì thế là ở trên đường có cái gì á hay hay mình sẽ quay lại những cái video vlog như thế này. Thì cái đơn hàng này của chị khách này lấy thì bao gồm là hai bé chuột trà sữa nha các bạn. Đây, mình để ở trong đồng rồi luôn nha. Đó, hai bé này thì khoảng 1,5 tháng nha các bạn, khoảng 1,5 tháng. Đó, với lại một chiếc lồng. Đây, mình sẽ zoom rõ hơn cho các bạn xem nha. Đấy, hồi nãy mình tính quay cho các bạn luôn nhưng mà mình đi gấp quá cho nên là mình sẽ soạn đồ sẵn đi nha. Hoặc quay sơ sơ qua cho các bạn giới thiệu những cái vật dụng mình gửi trong cái đơn hàng này thôi. Còn với combo 83.000 nha các bạn, combo vật dụng nè, rồi lớp chuông, nói chung là đầy đủ hết. Và một chiếc lồng hoàng tử size lớn. Đó, là bạn này đã bao gồm đầy đủ hết tất cả vật dụng để mà nuôi hai bé này trong một thời gian dài nha. Rồi, đồ gì thì mình đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi. Và trên đường có gì hay thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Trời thì hiện tại cũng còn sáng sáng một tí, mình sẽ tranh thủ quay cho các bạn xem nha. Ok, và hiện tại thì mình đang ở trên đường để mà mình đi giao cái đơn hàng này nha các bạn. Thì mình từ nhà mình mà chạy đến nhà của bạn đó thì nó có khoảng là 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đó, thì hiện tại thì khoảng 6 giờ rồi và mình chạy tới nhà bạn đó thì có khoảng 7 giờ. Mình đi về 1 tiếng nữa là có khoảng 8 giờ nha các bạn. Thì cái góc camera của mình á, tại vì mình mới làm cái nội dung này lần đầu cho nên là mình để cái góc camera này không biết là ok hay là không. Rồi, và nếu như mà cái góc camera mới này nó không ổn á thì mình sẽ đổi qua những cái góc mới nha. Để cho các bạn là nhìn nó dễ chịu nhất và thấy rõ nhất nha các bạn. Đó. Hiện tại thì trời nó cũng gần tối nha các bạn. Mình đi đến 8 đến 7 giờ thì trời nó sẽ tối hẳn luôn nha. Ở dưới ở quê mình thì nói chung là trời nó tối khá là nhanh luôn các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Và có gì hay hay thì mình sẽ quay lại nữa cho các bạn xem nha. Rồi, và nãy giờ thì mình chạy cũng trời nó cũng gần đã tối nha các bạn. Đó, đèn đường rồi thì người ta mở hết rồi, hai bên nhà dân thì người ta cũng đã mở hết rồi. Thì hiện tại mình đang đi ở trên một cái đường nói chung là cũng khá là ok, bằng phẳng. Đường ở miền Nam của mình thì những cái con đường như thế này là rất là đẹp rồi đó các bạn.
Đó, ở trong miền Nam của mình, ở miền Tây đó các bạn, thì đường nói chung là không có được đẹp lắm, mà có những cái con đường đi bằng nhựa như thế này là rất là ok rồi. Không biết một tí nữa mình đi vô nhà bạn đó thì có quẹo vô đường nhỏ hay là đường hẻm gì nữa hay là không, thì mình không biết, mà mình nghĩ là sẽ có nha các bạn. Mình coi trên Google Maps thì mình biết trước trước khoảng 50% rồi. Đó, thì nói về việc mà giao đồ vào ban đêm như thế này thì mình cũng đã đi khá là nhiều rồi, và giao ban đêm thì mình thấy cũng có cái hay riêng của nó các bạn. Đó, nó tạo cho mình cảm giác mạo hiểm rồi ha. Đó, giao rồi đi gửi đồ thì các bạn cũng khá là vui. Rồi giao ban ngày thì cũng có giao, nhưng mà ban ngày thì mình thấy cũng khá là bình thường đó các bạn. Thì hôm nay thì cái bạn khách này á, là sẽ giữ mình giao buổi tối, là về tại vì các bạn khách này đi học vào buổi chiều các bạn, đi học vào buổi chiều vào 5:30, bạn này mới về. Thì 5:30 thì mình gửi hàng rồi xong thì mình mới bắt đầu chạy xe để mà đi giao đồ cho bạn này luôn. Đó, đi xuống dưới thì có khoảng là 7:30 đó, thì xuống tới nhà bạn đó thì trời cũng sẽ tối dần nha các bạn. Và sở dĩ mà mình chạy xe mà mình đi giao đồ như thế này á là tại vì đơn này là có chuột đó. Những cái đơn hàng nào mà khách mình đặt mà có chuột thì mình sẽ tự động, mình chủ động mình tự đi giao. Tại vì mình không muốn gửi xe cũng được, nhưng mà gửi xe thì nó sẽ khá là phức tạp. Thứ nhất là những bạn đó sẽ ra xe nhận đồ đó thì các bạn đó không có biết ra xe đò để mà nhận được các thứ cái kiểu, thì rất là phức tạp. Thứ hai là mình gửi chuột đó, thì nhiều khi cái ông tài xế đó các bạn, ổng không biết để chuột sao nó không đúng đó, thì nó sẽ dễ chết cái con chuột. Vì thế là những bạn nào ở gần, mình thì hiện tại mình bán ở Trà Vinh, những bạn nào ở gần đó, thì mình sẽ mua chuột đó, thì mình sẽ gửi xe, mình sẽ tự chạy xe đi gửi. Và chắc tất nhiên là cái mình sẽ lấy cái phí ship nó sẽ cao, nhưng mà bù lại là đảm bảo cho chuột của bạn nó ok đó, sức khỏe nó ổn định, khỏe mạnh, đến tay của bạn, các bạn nuôi mà mình sẽ gọi là tư vấn về cách các bạn nuôi đầy đủ hết luôn. Còn về vật dụng đồ đó thì các bạn mua hàng bên mình cũng đã biết rồi, mình sẽ gửi ở bên shipper, gửi qua các đơn vị vận chuyển và có shipper gửi đến tận nhà, thì cái phí ship nó sẽ rẻ hơn nha. Còn mình tự chạy đi gửi như thế này á, thì nó cũng khá là cực, cho nên mình sẽ lấy thêm tiền xăng với lại một ít tiền công mình đi chạy đi gửi xe, gửi chuột cho các bạn thôi. Và đối với những cái đơn hàng là có chuột thì mình mới tự đi chạy gửi xe như thế này. Còn vật dụng thì nói chung mình gửi shipper hết cho nó, cái phí ship nó rẻ thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ thuận tiện hơn cho bạn, cho những bạn mà mua hàng với lại cho mình nữa. Đó. Rồi còn về mà bán chuột này á, thì mình cũng đã bán trở lại cũng mấy tháng rồi. Mình chưa có làm video nào thông báo cho các bạn thì mình rất là xin lỗi các bạn. Và khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó mình sẽ là làm một cái video về cái việc bán chuột này, riêng một cái video luôn để cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nào cần mua chuột mà ở gần gần thôi nha, gần mình mới dám gửi thôi nha, thì có thể inbox qua Facebook của mình sẽ sắp xếp và gửi chuột đến tận nhà của các bạn trong cái thời gian hợp lý nhất. Đó, và đảm bảo sức khỏe cho mấy con chuột của bạn nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi. Trời thì càng ngày càng tối nha các bạn. Đó, thì có thể là cái camera của mình nó hơi cùi, vì thế là quay buổi tối nó không có được là đẹp lắm. Đó, vì thế là các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình chạy khoảng 15 phút nữa thì mình vô cái đường nhỏ xíu như thế này nha các bạn. Đó, một cái đường như thế thôi mà xe nó chạy hai chiều nha. Đó, rất là cực luôn nha các bạn. Thì tại sở dĩ mình đi cái đường vòng như thế này á, là tại vì có cái cầu, nhưng mà cái cầu nó bị hư, nó bị như thế nào đó thì người ta làm lại các bạn, cho nên là mình phải đi cái đường vòng nhỏ như thế này. Thì về việc mà cầu đồ ở miền Tây nó đang làm thì rất là nhiều, cho nên là mình mỗi lần đi giao hàng như thế, mình gặp những cái cầu như thế thì mình đều phải đi đường vòng hết đó. Đi đường vòng nó khá là xa, và đường vòng thì toàn là những cái đường nhỏ nhỏ như thế này, vừa đủ một chiếc xe đi thôi các bạn đó. Thí dụ như là có một chiếc ở phía trước các bạn, ở đó đi qua thì mình phải lấn qua đây nè, đó phải lấn qua đây như thế này, đó là xuống lề luôn đó. Đó rồi bây giờ mình phải chạy lên nữa nè, đó, rất là cực luôn nha. Đấy, đi giao buổi tối nữa thì nó khá là cực. Nhưng mà ở cái đường miền Tây của mình nó thì được cái các bạn, thì chạy nó sẽ có những cái cánh đồng rất là đẹp, đó có những cung đường rất là đẹp, miền quê, thôn quê rồi đó, đi đường quê rồi rất là đẹp luôn. Thì hôm trước mình cũng có đi một cái con đường đẹp như thế, nó đường làng rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà mình không có làm video, không có quay lại, cho nên là khá là tiếc. Thì những video sau này mình đi giao hàng như thế này mình sẽ cố quay lại, và những cái video nào mà có đường đẹp đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đó để các bạn ở miền Bắc hay là ở những miền ngoài đó biết đường miền Tây của mình thì nó
có những cái đẹp gì ha. Ở những đường miền ngoài thì mình thấy là đường nó rất là đẹp, rất là sang, rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở đường miền Tây của mình thì nó không có được như thế. Đó, nó toàn là những cái đường nhỏ nhỏ, chung chật hẹp, nói chung là đường làng các bạn. Đó, rất là nhỏ luôn. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi hết con đường này và mình có thể là quẹo qua một con đường nhỏ nữa thì mình mới tới nhà của bạn đó và đi giao hàng nha. Anh ơi, em ơi, em anh mới chạy qua cái vườn thanh long rồi đó. Dạ. Rồi là nhà em chỗ nào? Dạ, anh qua cây cầu nữa là tới nhà em. Đúng rồi, anh chạy qua cây cầu nhỏ xíu rồi đó. Rồi anh thấy rồi. Rồi chờ anh tí nha. Ôi, nhà em khó đi cực luôn. Anh đi cái cầu nó bị hư á, nên anh phải đi cái đường nhỏ xíu như này nè. Rồi chờ anh tí để anh coi nè. Anh tưởng nó đường dễ đi lắm, đường khó đi quá. Đường nhỏ mà cái đường nó bị hư nữa chứ. Em mới nuôi lần đầu phải không? Rồi, vậy là tổng của em là 458.000. Rồi. Đâu để anh coi mấy con chuột thôi. Ở trong đây là hai con trà sữa nha em. Dạ. Hai con này anh để em cỡ này em nuôi lớn là nó sẽ quen nhau, nó không cắn nhau. Cái này anh dán băng keo cho nó chắc hết. Dạ. Cái này nuôi cũng dễ lắm bà, chứ không có gì hết trơn á. Dạ. Rồi lòng thì anh gắp đầy đủ rồi ha. Rồi. 458. Đây vật dụng. Rồi, thì sao mà em có mua vật dụng thì anh gửi shipper. Shipper thì 15.000 thôi.